quý vị để ý chi tiết thì sẽ là khác những kệ thông thường. Những kệ thông thường chúng tôi là những phần này là trơn thôi, đục trơn thôi, không có đục hoa hồng như này. Đục hoa hồng này thì nó sẽ thêm rất là nhiều công. Phần bệ này cũng là bệ hoa hồng này. Đấy. Phần cột này là cột nho con sóc. Cột nho con sóc toàn bộ. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Và trước màn nhỏ của quý vị đây thì tôi vừa lên mọc xong một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này thì là đơn hàng của chú Long tại Yên Bái. Thì chú có đặt là một lô sản phẩm là một bộ bàn ghế tần thủy hoàng 10 món và một chiếc kệ tivi. Thì phía bên trong kia là bộ ghế tần thủy hoàng chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Còn đây là chiếc kệ tivi thì chúng tôi đã lên xong phần mọc, thì tôi quay lại video clip gửi lại chú cũng như là giới thiệu cho mọi người. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc kệ tivi đây. Mẫu cột nho con sóc. Thì đây là bộ sản phẩm hàng khá là dày dặn. Toàn bộ phần khung cánh tôi là khung cánh dày 4 phân, cũng như là vách là đục sâu. Thì để giới thiệu và chi tiết hơn mọi người, tôi sẽ quay gần hơn và giới thiệu chi tiết cho mọi người của chiếc kệ tivi này. Toàn bộ phần ván mặt cũng như là ván đốc là ván liền. Gỗ là gỗ hương đá chọn lọc vân rất là đẹp. Ngăn kéo là ngăn kéo quả dưa quý vị nhé. Toàn bộ phần ngăn kéo là chúng tôi đục quả dưa. Ngăn kéo là đục quả dưa. Về cái phần khung cánh này, phần khung cánh này thì chúng tôi là khung cánh là dày 4 cm quý vị nhé. Rất là dày. Đây quý vị thấy không? Khung cánh của tôi là dày 4 cm, cực kỳ là dày dặn. Phần ván này, ván của chúng tôi là ván dày 2,5 cm và được đục chạm rất là sâu. Toàn bộ đục chạm rất là sâu. Và bốn cánh này, bốn cánh này là đục tứ quý tùng trúc cúc mai quý vị nhá. Tùng trúc cúc mai hoa nở bốn mùa như là một bức tranh luôn. Chúng ta chơi chiếc kệ tivi này thì cũng như là một bức tranh, bốn bức tranh tứ quý để trong nhà luôn. Toàn bộ cái phần chân này, phần chân này chúng tôi là chân là đục hoa hồng, cũng như yếm cũng đục yếm hoa hồng rất là đẹp. Đó, dáng chân đục hoa hồng rất là đẹp quý vị nhá. Đó, quý vị để ý chi tiết thì sẽ là khác những kệ thông thường. Những kệ thông thường chúng tôi là những phần này là trơn thôi, đục trơn thôi, không có đục hoa hồng như này. Đục hoa hồng này thì nó sẽ thêm rất là nhiều công. Phần bệ này cũng là bệ hoa hồng này. Đấy. Phần cột này là cột nho con sóc. Cột nho con sóc toàn bộ phần gỗ rất là đẹp. Gỗ đẹp, phần gỗ hương hoàn toàn tự nhiên. Đấy, phần ván mặt là mặt liền quý vị nhá. Ván mặt là ván mặt liền. Cái bên này đấy này. Rất là đẹp. Nó từng phần cánh này chúng tôi là đục CNC thôi, nhưng mà là đục rất là sâu, rất là nổi. Đục cực kỳ sâu là nổi luôn. Những cái chiếc kệ thông thường là phần này của chúng tôi là làm trống này, để đầu đĩa này. Tuy nhiên hiện nay thì công nghệ phát triển thì cái TV nó tích hợp sẵn nhiều tính năng ở Internet rồi, nhưng chúng ta không sử dụng nhiều đến đầu đĩa cũng như là đầu CD nữa. Thì chúng tôi sẽ làm phần ngăn kéo ở đó. Quý vị để đồ rất là tiện. Hầu như là TV chúng ta đã tích hợp sẵn Internet và các tính năng giải trí rồi, nên sẽ không cần đến đầu CD hay một số thiết bị khác. Đây là hình ảnh tổng thể chiếc kệ này. Và ra phía bên trong này, phía bên trong này là bộ ghế tần thủy hoàng 10 món đây. Bộ ghế tần thủy hoàng chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện đánh cái giáp đây. Đây là chiếc ghế đơn này. Thì toàn bộ là đều là hàng dày dặn quý vị nhé. Toàn bộ sản phẩm chúng đặt là đều là hàng dày dặn. Thế nhưng chiếc ghế tần thủy hoàng này là vẫn khuôn tranh, đều là dày 4 cm hết, ván dày 2 phân, vách là đục, cũng là vách đục tứ quý trúc cúc mai. Có chữ ba chữ là chiếc ghế dài kia là đục ba chữ phúc lộc thọ này, còn hai chiếc ghế nhỏ này là trong quá trình hoàn thiện dây giáp. Đây là lót này, toàn bộ vân gỗ cũng như là cái đường nét chi tiết rất là sắc nét. Vân gỗ đường nét chi tiết rất là sắc nét. Cột là cột 12 bao gồm 10 món quý vị, kể cả những cái phần chi tiết nhỏ như cục chống này tôi làm rất là dày dặn.
nào chúng tôi hoàn thiện lên bộ ghế này thì tôi sẽ quay lại một video clip tổng thể cái bộ ghế này để cho quý vị có thể tham khảo. Hiện tại là chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và cái không gian xưởng nó khá là chật nên tôi chưa thể bày ra đây. Nên chiếc ghế dài này đã được đánh ráp rồi, nó em trắng màu như này, khi sơn hoàn thiện lên thì nó mới nổi vân. Đây là đang trong quá trình đánh ráp phần ván mặt liền tấm hết cột hết nhìn vào vách rất là dày dặn. Rồi, ok. Thì cái video clip này thì tôi quay giới thiệu chính là bộ chiếc kệ TV này. Và mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ nhà, số điện thoại trên màn hình là 0987 510 806. Cơ sở thì có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Mọi người có thể truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám.com để xem được những bộ sản phẩm khác. Chúng tôi thì chuyên nhận đặt hàng các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách cũng như phòng thờ từ các chất liệu gỗ cao cấp như là gỗ hương, gỗ vụ, gỗ gọ hay là gỗ mít ta. Video tôi quay trực tiếp tại khu phân xưởng sản xuất chúng tôi đây, phía bên trong này rất là nhiều hàng hóa đồ gỗ đây. Rồi, ok mọi người mà quan tâm thì có thể bấm like video và bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật được những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi đăng hàng ngày, chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về đồ gỗ nội thất cũng như là những chia sẻ những kiến thức về phong thủy. Rồi, xin chào mọi người nhé. Hiện tại là ngày buổi sáng ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020. Đây là sản phẩm của chú Long tại Yên Bái. Rồi, xin chào mọi người.